Quý khách hàng đang tìm nhà ở khu vực Hà Đông đi làm thuận tiện với lại Hoàng Mai, Thanh Xuân ở trên ngã tư Sở thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Ngọc Ánh xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất, Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 3 căn nhà thuận tiện cho các cung đường đi làm mà Ngọc Ánh vừa chia sẻ. Với 3 căn nhà này thì đường ngõ thông, vị trí là thuộc Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông. Với lại 3 căn nhà này thì có thể dọn đồ về và ở ngay, diện tích 30m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Ở đây có hai hướng, hướng nhà Tây Bắc và hướng nhà Tây Nam. Ngọc Ánh sẽ quay căn nhà này hướng Tây Bắc gửi tới cho quý vị. Thông số nhà 30m, thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Cửa chính của ngôi nhà, căn nhà này ưu điểm quý vị nghe nhé. Ngõ thông, lô góc cách với đường ô tô khoảng tầm 100m. Với cái phần thiết kế cửa chính, hai lớp cửa bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ. Ưu điểm ngõ thông cho nên ở đây quý vị có thể nhìn thực tế luôn, vào ở phía bên trong phòng khách là có một cửa nữa có thể mở lên được ở phía bên cạnh hông của nó. Và đây là Ngọc Ánh đứng phần phòng khách của ngôi nhà. Căn nhà này quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. 3 căn, 3 cuốn sổ đỏ riêng biệt, 3 đồng hồ điện nước riêng biệt từng căn, xây riêng biệt từng căn, thiết kế hợp lý, chỉn chu, giao thông đi lại thuận tiện, xung quanh tiện ích chợ trường phường trạm đầy đủ, xung quanh dân cư đông đúc, quý vị đi làm rất là gần. Thứ nhất, với cái vị trí ngôi nhà này gần với khu đô thị Sa La, gần với lại bệnh viện quân y 103, gần với bệnh viện Ca Tân Triều, gần với bệnh viện Bỏng Quốc gia, gần với lại trục đường Nguyễn Xiển đi ra tới Sa La, và gần với lại cái trục đường Hà Đông đi về. Hoặc là quý vị mà muốn đi làm ở lên trên ngã tư Sở thì cũng tương đối gần Thanh Xuân, ngã tư Sở, Gia Bát, Hoàng Mai. Nói chung căn nhà này hợp lý, vị trí đi lại quá là ok. Giá bán Ngọc Ánh để dưới phần miêu tả cho quý vị nhé. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà, thiết kế phòng khách chỉn chu, cẩn thận, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, gạch lát nền ở đây, kích thước gạch 60-60 vân đá. Đây là toàn bộ phần phòng khách của ngôi nhà, đây là phần phòng bếp quý vị nha. Với cái phần không gian phòng bếp, tủ bếp hoàn thiện đầy đủ chỉn chu cho quý vị. Với cái diện tích 30m thì không thể đáp ứng với cho quý vị là rằng phòng khách riêng, phòng bếp riêng, để xe riêng có như thế nào thì Ngọc Ánh quay review cho quý vị như vậy. Cho nên quý vị có thể xem đường, hướng, giá, vị trí ngõ, xem nó có phù hợp với cung đường đi làm của mình, phù hợp với lại hộ gia đình mình, con cái mình đi học hay không, thì mọi người liên hệ với em để đi xem nhà thực tế nhé. Quay lại tiếp theo, đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Phòng bếp thiết kế chỉn chu, gỗ MDF chống cong vênh, xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite. Toàn bộ căn nhà này thì quý vị yên tâm rằng là chủ đầu tư đã hoàn thiện, chỉn chu xong hết rồi, chỉ việc xách vali về và ở được ngay trong ngày, công chứng luôn, sổ đỏ bàn giao luôn. Phần tầng 1, ngoài phần phòng khách, phòng bếp thì ở đây chủ nhà thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh sử dụng ở cho phần tầng 1, đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5, thiết kế toàn bộ là gỗ, ngăn cách giữa phần cầu thang, phần phòng khách và cửa chính ở đây là chủ nhà thiết kế một vách lam, đồng thời cũng là để một cái kệ nho nhỏ trang trí nhà tương đối hợp lý. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà thiết kế giống hệt nhau, mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng như thế này. Với căn nhà lô góc, bao giờ ưu điểm của nó nhiều hơn lô thường rất là nhiều. Bởi vì sao? Cửa sổ mở tự nhiên, thông thoáng, hướng ra phần mặt ngõ hai bên. Cho nên cái giá của căn lô góc bao giờ nó cũng sẽ nhỉnh hơn một chút so với căn lô thường quý vị nhé. Diện tích như nhau, xây dựng như nhau nhưng giá nhỉnh hơn lô thường. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tất cả các hệ thống cửa sổ đều thiết kế hai lớp, đầy đủ về hai lớp cửa, đảm bảo tính an toàn, thẩm mỹ. Dây chờ, át chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Với phần sơn chủ đạo của ngôi nhà, màu trắng. Với căn nhà thiết kế đây, vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất, giường tủ ở phía bên trong. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Quan trọng nhất Ngọc Ánh đã chia sẻ với quý vị trong tất cả các nhiều video. Thứ nhất, Nhà Tốt luôn luôn review những ngôi nhà. Thứ nhất là về pháp lý phải chuẩn chỉnh. Thứ hai, vị trí chia sẻ cũng rất là tương đối. Thứ ba nữa là giá bán công khai của chủ đầu tư để ở dưới phần miêu tả, dưới phần bình luận để cho quý vị có thể bấm vào xem có phù hợp với quý vị hay không. Đó, đây là phần phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2 rất là rộng,
ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần, thiết kế đầy đủ hệ thống bồn cầu, hệ thống sen cây tắm, trong phòng vệ sinh có quạt hút mùi, có cửa sổ kính hướng ra phía bên ngoài rất là thông thoáng, lavabo, bàn đá cho quý vị đây. Nói chung là ngoài review rất là kỹ, rất là cụ thể để cho quý vị có thể ở nhà mà quý vị đã tưởng tượng rằng là ngôi nhà này thiết kế như thế này, Ngọc Ánh quay như này là chuẩn chỉnh và chỉ việc đến xem nhà thực tế xem nó có đúng như ở trên video nữa hay không. Mời quý vị theo lên các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Mọi người ơi, Ngọc Ánh đang đứng ở trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2, nó chỉ khác một chút chút, đó là nhà vệ sinh đặt ở phía bên trong thay vì ở tầng 2 nhà vệ sinh đặt ở phía bên ngoài. Còn đâu thì cửa sổ vẫn thế, 3 chiếc cửa sổ ánh sáng tự nhiên, hệ thống trần thạch cao, tất cả các cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Đó. Phòng vệ sinh thiết kế bên trong, tuy nhiên thì công năng sử dụng không thiếu thứ gì, vẫn là đầy đủ hết, bồn cầu, hệ thống sen cây tắm, vắt khăn dán, lavabo, bồn cầu liền khối, đó, vòi xịt, vòi rửa, đầu chờ ống chờ, quạt hút mùi, lắp bình nóng lạnh, lavabo. Ở đây sử dụng hệ thống nước sạch sông Đà, điện lực EVN Hà Nội, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn. Tầng 4 thiết kế cũng tương tự như thế này. Như vậy với ngôi nhà 5 tầng thiết kế 3 phòng ngủ riêng tính đến lên tầng 4, phòng tầng 1 thì thiết kế phòng khách, phòng bếp. Vậy thì tầng còn lại, tầng cuối cùng, tầng 5 thiết kế ra sao? Mời quý vị đừng rời mắt khỏi video nhé. Và các bạn đang đứng ở trên phía tầng 5 của ngôi nhà. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5, Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi, thiết kế ở đây toàn bộ là gỗ. Trên phía tầng 5 thiết kế cho quý vị một ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và đây là phần để máy giặt, giặt rũ riêng ở đây. Đó, cửa sổ này mọi người này, thông thoáng. Tiếp theo, phòng thờ. Thiết kế một căn nhà, công năng sử dụng rất là hợp lý, diện tích tuy nhỏ nhưng mà khá là có võ đúng không quý vị? Và phần còn lại sân phơi. Đây, thú vị không ạ? Xung quanh tiện ích dân sinh. Đây mọi người có thể nhìn thấy tòa chung cư Sala đây. Đấy, rất là đẹp luôn. Tiện ích chợ trường phường trạm, dân cư sinh hoạt đông đúc, vị trí đi lại thuận lợi. Thế thì còn gì mà quý vị không ngần ngại gì, bốc máy lên gọi đến để Ngọc Ánh tư vấn cho quý vị chọn lựa được những căn nhà tốt nhất nhé. Ngọc Ánh, số điện thoại ở phía trên màn hình. Ngọc Ánh chỉ dùng duy nhất hai số thôi, 0983013403 hoặc 0888041414. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị yêu quý của em ở những video tiếp theo.